áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Sau đây, để kết thúc unit 3, cô mời các con cùng đến với phần tổng hợp từ vựng. Phần tổng hợp từ vựng này các con có thể tìm thấy ở trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 tập 1 trang 74. Từ đầu tiên mà chúng mình có đó là từ adolescent, trọng âm vào âm thứ hai, adolescent. Adolescent có nghĩa là giai đoạn vị thành niên. Và tiếp nối giai đoạn vị thành niên đó chính là giai đoạn trưởng thành. Và từ tiếng Anh cho giai đoạn trưởng thành đó là từ adulthood. Adulthood. Tiếp theo chúng mình có đó là tính từ calm. Calm, bình tĩnh. Và chúng mình có một cụm rất là hay mang nghĩa là giữ bình tĩnh mà đi với tính từ calm này, đó là stay calm hoặc là keep calm. Stay calm hoặc là keep calm. Tiếp đến chúng mình có một cụm danh từ cognitive skill. Cognitive skill, kỹ năng tư duy. Cognitive là liên quan đến tư duy, liên quan đến nhận thức. Cognitive skill, kỹ năng tư duy. Đây là một kỹ năng trong bộ 5 kỹ năng quan trọng, 5 kỹ năng sống quan trọng mà lứa tuổi thiếu niên nên có. Tiếp theo chúng mình có từ concentrate. Đây là âm ư này, nhưng người ta đã cắt, nhưng người ta đã bỏ nó đi hoặc là đọc rất là lướt. Mình sẽ đọc nó là concentrate. Concentrate có nghĩa là tập trung. Và từ concentrate này mình đi với giới từ on, tập trung vào cái gì. Concentrate on something bằng focus on something. Đây là hai cụm động từ mà sau này sẽ rất hay dùng, các con hãy chú ý nhé. Tiếp theo chúng mình có từ confident. Confident, tự tin. She's very confident, cô ấy rất là tự tin. Và và danh từ của từ này mình sẽ thay đuôi T bằng đuôi CE thành confidence, sự tự tin. Confidence, sự tự tin. Tiếp theo chúng mình có từ delighted. Delighted, vui sướng, vui vẻ. I feel so delighted, tôi cảm thấy rất là vui sướng. Đối lập với delighted lúc này đó là từ depressed. Depressed, depressed, tuyệt vọng. Đối lập với tuyệt vọng là vui sướng. Hai từ này nó đối lập nghĩa với nhau. Depression có nghĩa là bệnh trầm cảm. Đó. Đây là danh từ của từ depressed. Depression. Depressed. Tiếp theo chúng mình có từ embarrassed. Embarrassed hoặc là embarrassed. Embarrassed có nghĩa là xấu hổ. Embarrassed, xấu hổ. I feel so embarrassed about my voice. Tôi cảm thấy rất là xấu hổ vì giọng nói của mình. I feel embarrassed about my voice. Tiếp theo chúng mình có từ emergency. Dần sợ âm giờ nặng nhá, nhấn rất là mạnh, nhưng ở đây âm si thì chỉ là sợ nhẹ thôi. Emergency. Đó, chúng mình phải tập đọc từ này rất là cẩn thận nhá. Như các con đã thấy ở trong những bài giảng trước thì cô thi thoảng lại bị đọc nhầm từ này. Đó, các con phải chú ý đến âm của từ này thật là nhiều. Giờ nặng nhưng sợ nhẹ. Emergency, đó, tình huống khẩn cấp. Và tiếp theo chúng mình có từ, lại một tính từ dùng để miêu tả cảm xúc này, frustrated, bực bội, vì không, cụ thể là vì không giải quyết được việc gì. Tiếp theo chúng mình có từ helpline, có nghĩa là đường dây nóng trợ giúp hoặc là tổng đài hỗ trợ, cả hai nghĩa đều được nhé. Tiếp theo chúng mình lại đề cập đến một bộ kỹ năng nữa, đó là bộ kỹ năng housekeeping skill, kỹ năng làm việc nhà, kỹ năng quản lý nhà cửa. Tiếp theo chúng mình có từ independence, sự độc lập, sự tự lập.
khi chúng mình bắt đầu lớn dần lên thì chúng mình càng khao khát được có nhiều cái sự được khao khát có nhiều independence. Teenagers want more independence. Teenagers want more independence. Đó, đây là một ví dụ, một câu ví dụ cho từ independence của chúng mình. Tiếp theo đó là từ cụm danh từ informed decision. Informed decision, quyết định có cân nhắc, quyết định sáng suốt. Mặc dù teenager want more independence, they still need adult support to make informed decision. Đó, cô sẽ kéo dài cái câu này ra để chúng mình có thể có một câu ví dụ, một câu mẫu ví dụ bao gồm cả hai từ này luôn. Teenagers want more independence, but they still need adult support to make informed decision. Đó. Bên này chúng mình gặp được một từ tính từ rất hay, đó là từ left out. Left out có nghĩa là cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô lập. I feel hoặc là I am left out by my friends. Đây chính là ví dụ, câu ví dụ cho câu từ left out. Tiếp theo chúng mình có từ life skill, kỹ năng sống. Đây là một cái mục đầu đề chung cho bộ 4 kỹ năng. Bộ 4 kỹ năng kia thì được gọi là 5 sets of life skill. Đó, life skill, kỹ năng sống. Relaxed, tính từ relaxed có nghĩa là thoải mái, thư giãn. Relaxed thì đối lập nghĩa với tính từ stressed, căng thẳng, mệt mỏi. Relaxed đối lập với stressed, căng thẳng, mệt mỏi. Tiếp theo chúng mình lại có một cái cụm rất là hay, đó là cụm resolve conflict. Có nghĩa là giải quyết xung đột hoặc là giải quyết mâu thuẫn. Không phải resolve mà là resolve conflict. Tiếp theo chúng mình có danh từ risk, cụm danh từ risk taking có nghĩa là chấp nhận thử thách, liều lĩnh. Đó. Self-aware, tính từ tự nhận thức, tự ngộ ra, nghĩa là mình có ý thức, mình nhận thức được về bản thân của mình. Self-aware. Tiếp theo, self-disciplined. Self lúc này đóng vai trò là một tiền tố, có nghĩa là tự, bản thân, mình làm sao đó. Self-discipline. Self-discipline. Oh, self-disciplined. Disciplined có nghĩa là tự rèn luyện, tự kỷ luật, nghĩa là mình có trách nhiệm, mình có kỷ luật với bản thân. Self-discipline. Đó. Từ stress cô đã nói với bên trên rồi. Tiếp theo chúng mình có từ tense, căng thẳng, giống như cái câu đầu đề ở câu đầu đề ở trong phần getting started chúng mình đã học ở trong unit 3 này. She's been a bit tense lately. Gần đây cô ấy có hơi căng thẳng. She's been a bit tense lately. Đó. Và cuối cùng chúng mình có tính từ worried có nghĩa là lo lắng. Và worried thì đi với giới từ about, lo lắng về điều gì. Và động từ của từ worried này là từ worry và cũng đi với giới từ about. Ở đây chúng mình có to be worried about bằng với to worry about. Một cái là tính từ và một cái là động từ. Các con hãy chú ý nhé. Và đặc biệt chúng mình đã được biết đến cách phát âm của từ self-discipline. Không phải là self-discipline giống như cô đã nói trong những bài trước, mà là self-disciplined. Đó, các con chú ý cái âm này nhé. Rồi, và sau và từ worried cũng là từ cuối cùng ở trong phần tổng hợp từ vựng unit 3 ngày hôm nay của chúng mình. Cô hy vọng rằng các con đã có một khoảng thời gian học tập hữu ích. Và trong phần này nếu như các con cảm thấy có những từ nào mình chưa biết thì các con hãy check lại từ đó. Và có những từ nào mà mình chưa đọc đúng thì cũng hãy tập đọc lại những từ đó để chúng mình có được một cái phát âm thật là tốt nhé. Và trong đây cũng có một số từ cô đã đưa ra những cái câu ví dụ. Và cô mong rằng các con có thể dùng những câu này trong những bài luyện nói của mình. Cô xin phép được gặp lại trong các con trong những video lần sau. Cô hy vọng rằng các con đã có một khoảng thời gian học tập hữu ích. Hẹn gặp lại các con trong những video lần sau. Tạm biệt. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack.